Khó quá à, bên chân phải. Thấy không? Cái chân này là cũng phải mang giày. Thấy không? Nó để nó hư cái chân. Và cái chân bà này bị đâu có nặng đâu. Bây giờ là nếu mà mang cái đôi giày vô đàng hoàng cái chân nó ngay trở lại. Đi đứng sẽ dễ dàng hơn. Tới xíu là tới xíu, đi tới xíu, bạn đi tới xíu. Chị vô, xin sáng vô, xin sáng vô. Sáng vô con. À, sáng vô con. Rồi. À, bị bệnh bao lâu rồi? Mới hôm tháng 10 tới nay à đây. À, hồi tháng 10 tới nay hả? À, tháng 10 nhé. Tháng 10 năm rồi tới. Hơn coi như là gần một năm chứ. Dạ. Năm rồi. Thì năm nay. Năm mấy? Năm trước nữa. Năm trước nữa. À, vậy là hơn hơn năm rồi. À, rồi bà nói được không? Được, được, nó được. Nói được hả? Nhà ở đâu? Nhà nhà ở Đồng Phú ạ. Ở Đồng Phú ạ. À, Đồng Phú đi qua Vĩnh Long ạ. À, qua Vĩnh Long á. Dạ. Ừ. Rồi nuốt có bị nghẹn không? Dạ không, nó không có nghẹn. À, vậy tốt rồi á. Dạ. À. Nhưng mà nói cái hơi bị chậm phải không? Dạ. Hồi xưa là nói leo lẻo, bây giờ không có leo lẻo được phải Dạ. không? À. Rồi cái mấy ngày nay chữa sao rồi? Ngày nay mấy em nó chữa giùm cái giò hơi đỡ rồi thầy. Rồi nghe nó dễ chịu phải Dạ. không? Ừ. Rồi cô có khả năng cho tiếp bà ơi, tiếp đây tới thứ sáu không? Ừ, nên tiếp tới thứ sáu nữa, rồi cái tuần sau là đến đây trị liệu tiếp tuần nữa mà không có trả chi phí thì giống như như cô này vậy. Đúng rồi. Ô xong là xong. À, thì về Vĩnh Long chưa hết giờ, bây giờ tới thứ sáu đi, thứ sáu đi rồi về. Ừ. Rồi để bấm cho bà cái nha. Rồi tụi em coi thầy bấm lại cái điểm của sao ha. Tại vì những cái người mà bị tai biến rồi đó ha, thì là thường thường đó là mình bấm cái điểm này á, là để nó kích thích cái não hoạt động lại ha. Thì nó nằm chính giữa đây nè, cái xương ót cái này thấy không? Đây nè, nó nằm đây cái ở giữa ót cái này đó ha. Ha. Rồi nhưng mà khi ấn vô á, thì tay vịn nè, 1 2 3 4 5 6 thả ra cái điểm 6 tiếng thôi. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Khi mình bấm về là nó kích thích vô cái não hoạt động lại ha. Rồi nhà bà ở đâu? Ở trên Đồng Phú rồi, Ở Đồng Phú lên Dạ Vĩnh Long. Dạ Vĩnh Long đi lên. Hồi trước bà làm cái gì? Hồi trước ở quê thì cái cắt cái cày nuôi con chứ đâu có mận gì. Ồ, cái cày nuôi con. Dạ. Tôi ở gần mặt trận Giải Phóng á, vùng treo. Ồ, vậy à. Dạ. Má cái đầu óc má còn tốt lắm ha. Dạ. À, thì hôm nay có chôm đá cho bạn. Không có. À, về nhà chôm đá nha, về chôm đá. Tại vì chôm đá ba mới hồi phục nhanh. À, tại vì cái nhiệt lượng cơ thể mà tăng lên đó, nó làm cho máu huyết lưu thông. Rồi có uống rượu ớt chưa? Vậy chưa, chưa có uống của. Rồi sao không muốn đi? Mới đi, đáng lẽ mấy ngày đây ăn cơm uống uống được rồi chứ.
em út nó ở dưới Phú nó mới lên 20 ngày à. À dạ. Rồi, vậy nhớ đi mua rượu ớt, rượu nhào rồi ha. Để cho bố uống nha. Để uống đó thì nó hồi phục. Phải dồn đá rồi ha. Rồi, kéo đi em. Rồi quay qua. Rồi vậy. Nằm quay quay kìa. Để vô, để vô, để luôn. Xe qua đây nằm đeo đầu qua đây. Rồi, hạ xuống. Rồi. Bà này bà liệt nửa người bên phải. Ha. Thì tụi em thấy á, là thứ nhất á, là chút xíu cũng phải hỏi kia cái số điện thoại để mua cái đôi giày nha. Để mang giữ cái chân này để đừng bị hư. Cái nhất, bị chân bả cũng không có chưa có gì hết á. Cái thứ hai nữa là mọi người nhìn thấy á, là bả bị liệt do tổn thương bán cầu não trái. Mà bán cầu não trái á, là bán cầu não của phát lời nói, ngôn ngữ. Mà bả nói được cũng vậy, bả vẫn còn sáng suốt. Thì có nghĩa là cái phục hồi của bà rất là tốt sau này. Sau này mà nếu mà bà thực hiện đúng hết những cái lời mình nói á, là bà sẽ đi lại được, không có bình thường, không có gì đó. Và bà phục hồi nhanh lắm đó nha. Ừ. Bây giờ tụi em coi thầy, thầy bấm ha. Thì thầy cũng bấm cái tay cái bên này trước nha. Thấy bà phục hồi nhanh ha. Thành ra là bấm bên đây nè, bà rút lên nè. Thấy nè. Thấy không? Bắt đầu nó sẽ nhúc nhích được nhiều hơn. Ôi đau. À, bà nói đã đó. 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 Thường thường mấy cái cơ nó giật lên. Đó, thấy chưa? Rồi, đó, 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 nó giật cái dưng lên nè. Đó, đó, thấy không? Đây là cơ giật lên, nó chuyển qua nè. Thì bà này sẽ ok đó, phải dở dò lên nè. Rồi, dở mạnh lên. Đó, dở mà dưng kia, dở mà dưng này. Thấy chưa? Thấy không? Nó giật cơ lên, thấy không? Đó, 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 thấy chưa? Thì khi mình làm vậy nó giật cái cơ này lên cái là vài bữa ba đi tốt lắm. Đó, ngon lành chưa? Đó, coi rồi. Thì khi mà có coi vậy rồi, thì khi mà mình bấm tới lại á, thì mấy cơ này nó giật nó lên nè. Thì nó sẽ rất là nhanh. Bà sẽ cất cái giò lên cho coi nè. Thấy giờ mới cất lên nè, bà cất lên nè. Rồi, eo, eo, eo. Rồi, cho bà nhích lên từ từ. Thấy chưa? Thấy không? Thấy nó lên không? Đây nè. Đó, thấy chưa? Chân lên, lên. Chưa, chưa, còn yếu lắm. Nó chỉ mới nhấc cái chân lên. Chờ nào bà cất cái chân lên. Cất cái chân lên. Không? Lên nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Từ từ. Nhưng mà khi tụi em thấy á, mà nó còn giật nó lên vậy, đừng bấm nữa. Để cho hạ xuống. Hạ xuống bắt đầu bấm lên nữa. Đó, bắt đầu bấm lên từ từ. Không? Đây nè. Đó. Thấy chưa? Mà chưa, chưa, chưa. Chưa ăn thua. Đó. Bắt đầu bấm nhấc lên từ từ được rồi. Đây nè. Đó. Thấy chưa? Đau, đau quá. Đau lắm, đau lắm, bà cười được rồi. Bây giờ bắt đầu phải lên. Đó, thấy chưa? Đau, ô, 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 thấy chưa? Rồi em thấy không? Nè, lên. Đau quá, đau. Lên. Đau quá, mẹ. Đau quá, mẹ. Đau quá, có giò lên được rồi. Đó, ngon chưa? Trời ơi, vài bữa ba đã. Đó, ok. Đó. À. Rồi, nhấc lên nè, bây giờ thấy chích nhẹ cái là lên nha. À, bắt đầu lên rồi ha. Rồi, lên nè. Ôi ôi, đau quá. Từ đau quá thầy ơi. Nhấc lên nè, thấy chưa? Một chút xíu tụi em dìu đi á, giữ ba thôi để ba đi từ từ lại được. Nha. Ê, 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 cái có cái đôi dài á, cái nó giữ cái chân vậy nè, nha. Ok, bây giờ ngon rồi đó, thấy chưa? Bây giờ bà kéo, bà gập đồ, bây giờ bà tập gập lại được rồi, được chưa? Rồi,
Ôi, trời quá tiểu. Rồi, làm phép được rồi. Rồi, ngồi lên. Đây. Về á là bà cũng phải. Cảm ơn thầy nha. Đi được đường về tôi cảm ơn thầy dữ lắm. Đi được, đi được, sẽ đi được. Bây giờ thứ nhất là vẫn tiếp tục ăn 16-8. Dạ. Rồi hút không khí, như nãy tôi nói phải chườm đá, rồi uống rượu ớt, rượu nhào đàng hoàng. Vài bữa mới đi ngon lành nè. Ha. Rồi bây giờ tụi em dìu quá đi từ từ đi, đi đi thử lên đằng kia. Rồi, và cứ đứng mà mạnh lên. Đó. Rồi. Đó, đi từ từ, cứ đi từ từ. Đó, đi đi bước bước chân đi. Còn nhát. Theo cái chân kia, nhấc cái chân kia lên cao thử nha. Rồi, đó nhấc lên. Đúng rồi. Đừng đừng cái sủi. Nhấc lên. Đúng rồi. Cao lên chút. Đó. Thấy không? Nhấc lên. Đó. Nha. Phải cho bà dở cái giò lên, nhấc lên giống như nãy là đó. Rồi, nhấc lên co nó vậy đó. Rồi co lên, đó. Giống như là mình bấm vậy đó. Co lên, đúng rồi. Co lên. Rồi, cho bà ngồi luôn hả thầy? Cho bà ngồi luôn đi. Rồi, đi cho bà ngồi luôn rồi nói ba, hỏi ba phát biểu vài tiếng thì cho nó ngon lành nha. Sao bà? Đây nghỉ ha. Bà thấy trong người sao? Bẻ, không có. Bẻ nhiều ha. Rồi ngồi xuống đi con xây. Mà cảm ơn mấy em ha. Dạ. Ngồi xuống đi. Rồi, rồi từ từ ha, ngồi xuống. Dạ. Thôi lỏng ha. Bà sẽ đi được, bà này bà đi nhanh lắm. Dạ. Rồi cho bà xích vô trong một chút. Rồi. Bẻ nhiều rồi. Bẻ nhiều rồi. Tử co cẳng này vô thử coi. Đó, ngon lành. Ok, được rồi. Có rồi, ngon lành rồi đó. Rồi.